Lạmô-ta-sa Phagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người tự hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng tạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về cái chủ đề chính của khóa tu ngày hôm nay. Chính là chủ đề trầm cảm. Thưa quý vị, sở dĩ mà chúng ta có một cái khóa tu với chủ đề trầm cảm như thế này là bởi vì suy nghĩ là tứ niệm xứ vốn dĩ có rất nhiều lợi ích mà một người cư sĩ tại gia có thể hưởng được. Nhờ thực hành tứ niệm xứ mà một người bình thường bớt đi những gánh nặng, lo âu, những áp lực ở xã hội. Một người chủ thì sẽ thấu hiểu nhân viên mình hơn. Từ đó, cái cách quản lý sẽ có nhân đạo hơn. Và mọi người trong công ty sẽ hiểu nhau hơn. Việc thực hành tứ niệm xứ từ gia đình cho đến công ty cho đến xã hội đều đem lại rất nhiều lợi ích. Nhưng mà người ta thường nghĩ là việc tu chắc có lẽ là chỉ dành cho những ai chuẩn bị xuất gia, hoặc là dành cho những ông già bà cả. Chính vì lẽ đó, sư mới tách ra thành những chủ đề chuyên biệt để cho quý vị thấy là việc thực hành tứ niệm xứ có thể giải quyết vấn đề của chính mình. Và một trong những vấn đề đó là vấn đề trầm cảm của bạn trẻ. Khi mà sư quyết định mở khóa thiền này, các bạn trong ban tổ chức nói vui với sư là xong khóa thiền này chắc có các bạn cũng trầm cảm luôn. Tại vì nhiều bạn khi đăng ký thì chúng ta gặp một vài trở ngại về mặt tinh thần, cho nên là các bạn cần rất nhiều thời gian để giải thích một cách cặn kẽ, và cần rất nhiều thời gian để lắng nghe các bạn. Thì xin thưa bản thân sư, thì sư cũng có sự thấu hiểu đối với tình cảnh, đối với trạng thái mà những vị trầm cảm đã trải qua. Sư xin thưa là trong quá khứ khi chưa xuất gia từng tự tử hụt một lần, tức là không thành công. Nói như vậy không phải là để sư tìm sự đồng cảm, mà nói là để quý vị hiểu là sư biết khi mà chúng ta trầm cảm
nó như thế nào. Có những giai đoạn mà tâm chúng ta trở nên rất là tiêu cực, chúng ta không suy nghĩ được cái gì hết cả. Người ta nói là suy nghĩ mà không thông thì một cọng lông cũng thấy nặng nữa. Tức là một cái sợi lông ngỗng đối với chúng ta cũng rất là nặng nề. Thì sư không so sánh vấn đề của sư từng gặp với vấn đề của mỗi người trong số chúng ta, bởi vì vấn đề của mỗi người là khác nhau và không có ai là hơn ai cả. Mỗi người là riêng biệt. Hồi xưa đó, ngại nhất là so sánh mình với con nhà người ta. Chỉ có điều hồi nhỏ sư là con nhà người ta, chứ không phải là đối tượng để mà con có một cái đứa con nhà người ta nào đó để mà so sánh với sư. Nhưng mà nó cũng là cái vấn đề. Ngay như đối với các bạn trẻ khi còn đi học thì việc học bản thân rất nhiều áp lực. Ngay cả cái bạn học dở thì có nhiều áp lực đã đành rồi, mà cả những bạn học giỏi thì cũng có rất nhiều áp lực. Sư biết có một bạn, bạn này là nữ, ở khi học từ cấp 1, cấp 2 lên đến cấp 3 là học trường chuyên nha, của Hà Nội. Sau đó bạn này được học bổng toàn phần đi du học. Đối với người ngoài thì bạn này là con nhà người ta, tức là ngồi trong mâm cơm là so sánh đó, mày thấy con nhỏ đó không? Đó, nó bằng tuổi mày đó mà nó học giỏi biết là bao nhiêu. Nó bằng tuổi mày đó mà nó có học bổng, nó đi du học. Nhưng mà người ta không biết được là để bạn này có được cái gọi là cái thủ khoa đó, có được một cái năng lực học giỏi như thế, bạn này đã phải đánh đổi như thế nào. Những đêm thức hôm thức khuya rồi đó, bạn bè không dám giao du, bởi vì thứ nhất là không có thời gian để giao tiếp, đi uống nước, đi cà phê, đi chơi rất mất thời gian. Mà áp lực việc học buộc bạn này phải nỗ lực học để đứng đầu. Đó là chưa kể nói chuyện thì nó không cùng một đẳng cấp. Tức là mình những thứ mình ưa thích á, thì những đứa bạn nó không thích. Mà những thứ đứa bạn nó ưa thích nói mình không hiểu. Cái gì đâu mà đi chơi patin, rồi đi hát karaoke, rồi đi bơi. Mình không hiểu mấy thứ đó, mình không có chơi được mấy thứ đó. Thì nó có cái khoảng cách, gọi là khoảng cách trình độ, khoảng cách của sự ưa thích với nhau. Dẫn đến trong suốt 12 năm phổ thông, bạn này hầu như không có bạn bè. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vô sách vở thôi. Mặc dù bạn này khá là xinh, nhưng mà không có một cái mối tình nào vắt vai. Bởi vì chỉ lo học thôi. Yêu đương nó làm chậm trễ việc học, cho nên là cũng chẳng có mối tình nào vắt vai. Cho đến khi bạn này du học qua Mỹ, nó giống như con chim được sổ lòng vậy đó. Hồi xưa ở Việt Nam thì cha mẹ đưa đón chỉ có biết học và học thôi. Khi qua Mỹ, nó là một cái xứ sở tự do, cái gì cũng mới lạ hết trơn á. Bạn này là IELTS hình như là 8.5 hay 9 chấm gì đó. Rất giỏi, cho nên là cái việc giao tiếp không là vấn đề. Và trong năm đầu tiên bạn này lại tiếp tục đạt được học bổng ở Mỹ. Học lực bạn này là học lực rất là giỏi. Nhưng mà sang năm thứ hai bắt đầu có vấn đề. Tại vì cái nền của bạn đó đã bị trầm cảm rất lâu rồi mà không ai biết hết. Người ta nhìn vào cứ thấy con mình học giỏi, nó đạt được những thành tích xuất sắc,
thì cha mẹ tự hào. Rồi bạn bè nhìn vào ganh tị, nhưng họ không biết là bạn này đã bị trầm cảm từ rất lâu rồi. Bởi vì áp lực phải để cho cha mẹ tự hào, áp lực phải học giỏi, cho nên là bạn này trầm cảm rất lâu. Khi mà qua cái xứ Mỹ, qua năm 2 là bạn này bung, gọi là bung lụa. Bạn này tìm được những cái thú vui nơi tiệc tùng. Đối với bạn này, tiệc tùng nó giống như là mở ra một chân trời mới vậy. Thì bắt đầu bạn này làm quen với các chất kích thích. Rồi sau đó đó, bạn này bắt đầu làm quen với bạn trai. Thì khi mà nếm mùi trái cấm rồi đó, thì bạn này cảm thấy mê luyến ở trong đó. Thì trong vòng 2 năm thôi, bạn này có hơn 11 người bạn trai. Nhưng bạn này vẫn nói là tôi không phải người phụ nữ dễ dãi. Và bạn này bắt đầu xăm mình. Sư thì không có ác cảm với việc xăm mình, nhưng mà đối với bạn này, cái việc xăm mình nó giống như là một cái thái độ chứng tỏ là cái sự đối nghịch với cha mẹ, một cái sự phản kháng, chứng tỏ là ta đây cũng có cái quyền đối với cơ thể của mình. Tức là những thứ mà ăn chơi là bạn này thử qua hết. Và năm 2, lần đầu tiên bạn này nợ môn và thi lại. Nhưng mà bạn này vẫn giấu gia đình. Bởi vì gia đình ở nhà vẫn nghĩ là cái đứa con của mình là một đứa con rất là ngoan hiền và học rất giỏi. Và người thậm chí là cha mẹ chắc chắn không thể ngờ được là con của mình chỉ trong vòng 1 tới 2 năm mà thay đổi tới như vậy. Tại sao vậy? Tại vì những áp lực tâm lý khiến cho bạn này, khi mà nó gọi là nó bung ra được rồi đó, là bạn này bung hết cỡ. Và từ đó dẫn bạn này đi đến một con đường không có lối thoát, chìm đắm trong tiệc tùng, các chất kích thích, chìm đắm trong các mối quan hệ yêu đương, để giống như là bù đắp lại những sự căng thẳng từ hồi xưa tới giờ. Nhưng mà đi kèm với việc đó là việc học bị đình chỉ, và một tương lai mờ mịt, tại vì không biết là sẽ tìm kiếm việc làm ở đâu, rồi sẽ phải nói chuyện với gia đình như thế nào để gia đình chấp nhận con người hiện tại của mình. Một tương lai bất định. Nói như vậy để quý vị thấy là ngay cả những cái người học giỏi, gọi là con nhà người ta, cũng có những vấn đề của mình. Chứ mình đừng nghĩ là bề ngoài diễn cái cảnh là ngoan hiền học giỏi, nhưng mà bên dưới là một nội tâm có vấn đề. Nhưng chúng ta không bao giờ biết cái điều đó. Quý vị có biết là mỗi năm khi mà cái kỳ thi đại học nó có kết quả thì có nhiều bạn trẻ tự tử? Tại vì các bạn gánh trên mình quá nhiều kỳ vọng từ gia đình, thành ra là các bạn nỗ lực học mà không được hướng dẫn để chuẩn bị một tâm lý vững vàng. Các bạn chỉ biết học thôi, còn rèn luyện tâm là cái gì thì các bạn không biết. Những kỹ năng giao tiếp xã hội các bạn không biết. Cho nên khi gặp những cú sốc, các bạn bối rối, không biết cách giải quyết, sợ bị người khác phát hiện, rồi các bạn tìm cách trốn tránh. Và một trong những cách tiêu cực nhất các bạn quyết định làm
đó chính là chấm dứt mạng sống của mình. Thành ra đó, khi mà sư đọc nhiều trường hợp mà các bạn trẻ tự tử, sư thấy rất tội. Bởi vì bản thân mình đã từng bước qua giai đoạn đó rồi, mình mới hiểu là trong thời điểm đó đó, mình nghĩ là thế giới nó sụp đổ rồi, mình không còn mặt mũi nào đối diện với gia đình, không còn mặt mũi nào đối diện với bạn bè, không còn mặt mũi nào đối diện với xã hội. Nhưng khi nó qua cái giai đoạn đó rồi thì mình thấy cái chuyện năm nào nó cũng không tới mức tệ như vậy. Nhưng khi chúng ta đang trong giai đoạn đó, chúng ta không nghĩ ra, không nghĩ tới. Thành ra đó, ngay cả các bạn trẻ, đừng nhìn các bạn đó bề ngoài tươi cười, thậm chí là học sinh giỏi, mà mình cảm thấy tự hào, mình cảm thấy yên tâm, rồi mình đem con mình ra đem khoe với thiên hạ. Nếu như các bậc phụ huynh có những đứa con học giỏi như thế, xong khóa tu này về hãy quan tâm con mình hơn. Có thể cái nội tâm nó đang có vấn đề mà nó giỏi che giấu. Rồi ngay cả các bạn mà học dở thì cũng có vấn đề. Bởi vì khi mình học dở quá, mình đi học á, mình học hoài, học không thuộc, thì bị cô giáo nói mày có sao em học dốt quá, lên trả bài hoài mà không thuộc. Mà đi học mà học dở thì cô giáo không có ưa, tại vì học giỏi thì cô giáo mới lấy đó làm thành tích. Cái bệnh thành tích của ngành giáo dục mình rất là nặng. Còn học dở thì chắc chắn thầy cô giáo không ưa rồi, mà không ưa thì có khi được xếp vào hạng cá biệt. Có những khi con em mình được đưa vào hàng cá biệt chỉ bởi vì nó học dở. Nhưng học dở không có nghĩa là nó ham chơi. Có đôi khi chỉ bởi vì nó không thể tiếp thu được bài học đó. Nhưng khi nó đưa vào lớp cá biệt thì hoặc là trong lớp mà nó mang cái danh học dở rồi là nó gặp ánh mắt kỳ thị. Rồi khi mà học hoài không thuộc như vậy, nó sợ, sợ làm thầy cô mệt mỏi. Thầy cô dạy hoài mình không thuộc, nhắc mình hoài, đứng lên bảng trả bài hoài không thuộc, mất mặt với bạn bè, đầu tuần điểm danh dưới cờ, mất mặt trước toàn trường. Sợ thầy cô mệt mỏi vì mình. Rồi cũng sợ ảnh hưởng tới người khác nữa. Mình học dở rồi mình kéo theo những bạn mà chơi chung với mình thì cũng sẽ gặp cái đánh giá đó, nó chơi với mấy đứa học dở. Ngay cả cha mẹ cũng nói lựa bạn mà chơi nghe con, lựa mấy đứa học giỏi mà chơi, đừng lựa mấy đứa học dở chơi, chơi chung lay. Thì như vậy đó, rơi vào cái trạng thái là bị cô lập. Thành ra các bạn đôi khi sợ làm gánh nặng cho gia đình. Về nhà anh hỏi tao nuôi mày, tao cực khổ, tao nuôi mày đi sớm về tối, mày chỉ lo học không là học không xong. Có bao giờ quý phụ huynh về mắng con của mình vậy chưa? Có bao giờ mà các bạn là đã bị phụ huynh mình mắng như vậy chưa? Đó là một cái sự gọi là xúc phạm tâm lý rất lớn. Nó thì cái nhiều khi á, lôi nó ra đánh á, mà nó đỡ đau á. Chứ còn nói câu đó nó đau lắm. Mà quý vị biết là ở cái lứa tuổi mà học sinh cấp 1 thì còn đỡ, cấp 1 nó hồn nhiên chưa biết gì. Mà bây giờ cấp 1 con nít quỷ thì thôi sư không nói. Mà bắt đầu qua tới cấp 2, cấp 3, cái lứa tuổi đó nó muốn chứng tỏ mình, nó muốn nổi bật. Thì bây giờ á, những đứa học giỏi thì nó nổi bật rồi, mà nó muốn duy trì sự nổi bật đó, nó phải căng thẳng đến học ngày học đêm, thì sư vừa nói hồi nãy. Còn những đứa học dở, nó muốn nổi bật cách nào đây?
Bây giờ mọi người kỳ thị tôi là tôi chơi tới luôn, tôi sẽ trở thành học sinh cá biệt cho mọi người coi. Thì bây giờ nó sẽ đi chơi, rồi có thể là giao du với bạn bè, rồi thậm chí là làm đại ca trong trường. Để chi? Chỉ là một cái suy nghĩ và ước muốn thể hiện mình thôi. Nó chỉ muốn thể hiện mình để mọi người quan tâm tới nó. Đơn giản thế thôi. Nhưng mà nhiều khi á, họp phụ huynh về thì phụ huynh chỉ là mắng chửi hoặc thậm chí làm biếng mắng chửi. Cha mẹ chỉ ra quăng cục tiền cho nó rồi mày đi học thêm đi rồi xong. Thiếu cái sự quan tâm. Rồi có khi á, là những bạn mà có hoàn cảnh gia đình á, thì các bạn sẽ tự ti về hoàn cảnh gia đình của mình. Gia đình nghèo thì tự ti về việc nghèo. Mà gia đình mà cha mẹ mà lục đục á, thì cũng tự ti về cái sự không hạnh phúc của gia đình. Hoặc là bản thân mình á, có những khiếm khuyết học dở này. Hoặc là mình không có kỹ năng giao tiếp bạn bè này. Hoặc là cơ thể mình nó không có đẹp, mình xấu xí nè, hoặc là mình hơi bị mập, hoặc mình hơi bị lùn. Một chút như vậy đều khiến cho các bạn tự ti, trong khi đó đó là độ tuổi các bạn có nhu cầu chứng tỏ bản thân. Cái vấn đề là các bạn trẻ thì rất khó để chia sẻ với người thân. Bởi vì do cách biệt thế hệ, các bạn cảm thấy là cha mẹ không hiểu mình. Mà khi mà chia sẻ thì chia sẻ với ai? Chia sẻ với cha mẹ không hiểu. Thậm chí là cười nữa, trời con nít hồi xưa tao tao vậy tao có sao đâu mà giờ mày bày đặt. Đó. Cha mẹ không hiểu, thậm chí là cười nhạo nó nữa. Nó lỡ nó thương một người nào đó, thương thầm thôi. Nha, thương thầm thôi. Thương một anh nào đó hoặc thương một em nào đó, thương thầm thôi. Nhỏ lỡ viết vô nhật ký ba mẹ đọc thấy, hôm sau cả gia đình biết, nội ngoại hai bên biết hết. Thì quý vị, người lớn mình không nghĩ đó tổn thương tới một cái bạn trẻ như thế nào. Chính bởi vì như vậy nó không thể giao tiếp được với gia đình, bởi vì không có tiếng nói chung. Chỉ một chút xíu chuyện thầm kín thôi à, lỡ thương ai đó chục một chút xíu chuyện thầm kín thôi, gia đình nội ngoại hai bên biết hết, thì những chuyện khác làm sao nó dám nói. Từ đó đó mình cắt luôn cái con đường giao tiếp với đứa con của mình. Từ đó là đứa con nó hứa thề với lòng là không bao giờ nó tâm sự bất kỳ điều gì cho má nó biết, cho ba nó biết, cho gia đình nó biết, không bao giờ. Rồi khi nó có những vấn đề mình không phát hiện, tới hồi vấn đề nghiêm trọng nó đổ bể ra đó, mình hết hồn. Trời, con tôi nó ngoan lắm. Xin thưa, những vấn đề khi đổ ra rồi gia đình lúc nào cũng nói con tôi ở nhà nó ngoan lắm hết trơn á. Tại sao? Thiếu sự giao tiếp đối với gia đình à. Rồi có khi á, nó sợ bị la nữa. Về nói hôm nay con bị điểm kém, hoặc hôm nay là chỗ liên lạc bị điểm kém, bị cô phê bình. Nó sợ mang về nhà lắm. Tại sao vậy? Sợ bị cha mẹ mắng, bị đánh. Nhất là cái câu hồi nãy đó, tao lo đi làm từ sáng tới tối, mày chỉ ở nhà lo mỗi chuyện học thôi, mày học không xong, nuôi mày phí cơm phí gạo. Tức thì nói như thế, không bao giờ các bậc phụ huynh có thể lường được nó tổn thương tới cái đứa con của mình như thế nào. Thành ra đôi khi á, gọi là thương thương con như thế là bằng 10 hại con. Mình nghĩ mình la nó như thế thì nó sẽ chăm học hơn, nhưng mà mình lại làm nó tổn thương, sợ bị la. Mà quý vị biết á, ở trong trường bộ kinh thì có nói một cái vấn đề như vậy nè. Một người á, sở dĩ họ bắt đầu học cách nói dối, học cách che giấu là bởi vì họ sợ hình phạt. Sư thấy rất hay.
Khi một đứa nhỏ nó bắt đầu nó sợ hình phạt thì nó sẽ học cách che giấu, nó sẽ học cách nói dối. Rồi từ đó là mình không biết được. Có nhiều đứa là bây giờ nó lanh lắm, nó đi kiếm cái người đóng giả vai phụ huynh, coi như đóng hết nguyên một năm, từ năm này qua năm kia có mối luôn. Đó. Thì tại sao vậy? Tại vì nó sợ, sợ bị hình phạt. Chứ còn nếu như mình thấu hiểu thì đâu có vấn đề như vậy. Đó. Rồi có khi nó cũng sợ bị biết nữa. Nó học dốt á, nó sợ bị người nhà biết. Như sư nói cái bạn trẻ ở đầu, hồi xưa học rất giỏi, bây giờ là bị mê đắm những cái tiệc tùng rồi ăn chơi. Bây giờ cha mẹ ở nhà mà lỡ biết thì làm sao đây? Thành ra là nhiều bạn có cái khuynh hướng là trốn tránh, hoặc là đi thi bây giờ bị điểm kém, bị rớt, thì bây giờ như thế nào đây? Sợ ở nhà biết. Thành ra là nhiều bạn trốn tránh. Mà chính cái trốn tránh đó mới là vấn đề. Mấu chốt ở đâu? Mấu chốt là ở mình không có hiểu được người trong gia đình của mình. Mình nghĩ là mình hiểu con, mà thực tế mình không hiểu gì cả. Cho nên những ai là phụ huynh, đang là phụ huynh, sư mong là về quý vị hiểu con mình hơn. Hiểu là hiểu ở cái vị trí của nó, nó phải chịu những áp lực như thế nào. Chứ đừng có hiểu trong vai trò của một bậc làm cha, làm mẹ, làm đứng ở trên mà nhìn xuống. Đứng trên nhìn xuống mình không thấy gì đâu. Phải ngang hàng, phải lứa bằng nó thì mình mới hiểu được nó. Đó là các bạn trẻ gặp vấn đề ở trong học đường. Còn những người vừa trưởng thành thì sao? Lo kiếm việc làm. Cha mẹ nuôi mình mấy chục năm rồi, mười mấy, hai mươi năm rồi. Bây giờ là mình phải kiếm việc làm để mình nuôi cha mẹ. Hoặc ít nhất là mình không có ăn bám cha mẹ. Đôi khi sư gặp những trường hợp than, trời, đứa nhà có đứa con hai mấy tuổi đầu chưa có việc làm. Cha mẹ thấy con lớn mà chưa có việc làm, cha mẹ lo. Mà quý vị có biết là ngay cả bản thân đứa nhỏ, trừ khi nó thuộc cái thứ gọi là nó ăn chơi không suy nghĩ, chứ đôi khi đứa con mình cũng ráng tìm việc làm chứ. Nhưng mà bây giờ cái năng lực có hạn, công ty nó không nhận. Cũng đi phỏng vấn nhiều chỗ rồi mà công ty nó không nhận. Rồi có những chỗ mà công việc làm nó không như ý mình muốn. Có những chỗ mà cái văn hóa công ty nó độc hại. Có những chỗ mà nó vắt kiệt sức nhân viên. Có những chỗ họ chỉ đơn giản họ lợi dụng cái sức lao động. Sư nhớ là cái cách đây cũng lâu năm rồi, thì có những công việc mà làm quần quật từ sáng tới tối, họ trả mình có 200 ngàn ha. Cái đồng tiền nó rất là khó kiếm. Mà trong khi đó là công việc rất là nặng nhọc. Cho nên là có nhiều bạn không chịu được áp lực. Bởi vì không giống như những người mà 30-40 tuổi trải qua rất nhiều những cái sóng gió cuộc đời rồi, thì họ có khả năng nhịn nhục. Nhưng mà các bạn trẻ thì cái máu nóng, mới nóng, ra chửi lên đầu lên cổ có khi chịu không nổi. Khóc hù 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 hù. Rồi nghỉ việc, tức nghỉ việc. Mà đôi khi cha mẹ không hiểu. Kiếm việc rất là khó. Thì đó là một áp lực. Rồi đi làm, tới hồi đi làm rồi á, mới biết là cơm người khổ lắm mẹ ơi. Không như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn. Làm việc ở ngoài rất là cực khổ, không dễ kiếm tiền. Những vị nào mà nhiều phước á, thì còn dễ kiếm tiền. Chứ còn đa phần là chúng ta
đi làm rất khó, thì áp lực công việc, áp lực công ty đó. Rồi có khi chúng ta chẳng nuôi gì được gia đình đó. Rồi chúng ta lại gặp áp lực gia đình đó. Đó là chưa kể là chưa gì hết là chúng ta yêu rồi. Đôi khi chúng ta nghĩ hai mấy tuổi rồi thì cái chuyện mình có người yêu là chuyện bình thường. Nhưng mà có người yêu thì chúng ta sẽ phải phân bổ thời gian để chúng ta chăm sóc cho cái tình yêu đó. Rồi có đôi khi là chúng ta sẽ kết hôn, đi tới hôn nhân. Chưa kịp nuôi cha mẹ ngày nào thì bắt đầu chúng ta bắt là nuôi cái tổ ấm của chúng ta rồi. Thì cái áp lực trong hôn nhân nó lại bắt đầu đè nặng lên vai của chúng ta. Bắt đầu là lo bên nội bên ngoại, đằng trong đằng ngoài, đủ thứ hết trơn. Mà những thứ đó mình không có kể cho ai nghe. Mình luôn luôn cho rằng tôi ổn. Mình luôn thấy là cái áp lực tâm lý đó là nó bình thường. Bởi vì sống ở xã hội này ai chẳng có áp lực. Chúng ta luôn xem thường và chúng ta coi nó là bình thường. Cho đến khi nó bất thường thì nó đã nặng rồi. Vốn dĩ tất cả mọi người đều có căng thẳng hết, đều có vấn đề hết, tâm đều có vấn đề hết. Nhưng chúng ta không đi tìm phương pháp chữa trị. Chờ cho đến khi mà nó đi đến cái sự trầm cảm, lo âu, phải dùng thuốc thì rõ là lúc đó đã nặng rồi. Thì trong cái phân loại của y tế đó thì họ nói có những cái biểu hiện như thế này là thuộc trầm cảm. Thứ nhất là chúng ta có những cái lo lắng trong suy nghĩ vứt không được. Nó lúc nào nó cũng chực chờ, nó cứ dính ở trong đầu của mình, bỏ không được. Mà quý vị biết là khi mà tâm của chúng ta lo lắng, nó ảnh hưởng tới thân của chúng ta. Biểu hiện ví dụ như là cơ thể chúng ta lúc nào cũng căng thẳng hết trơn á. Cái cơ của mình nó căng thẳng. Có khi là mình đau cổ, vai, gáy, đau lưng, đau chân, đau các nơi. Bởi vì mình căng thẳng. Bây giờ quý vị thử xét lại, xem xét lại cái vai của mình, mình có đang căng ra hay không. Thử chùng nó xuống coi. Có đôi khi mình căng riết nó quen rồi đó. Cơ thể mình lúc nào cũng trong cái trạng thái căng cứng. Rồi cái cơ mặt của mình cũng vậy. Đôi khi mình lúc nào cũng trong cái trạng thái căng cứng, mình không có thả lỏng ra được. Đó là cái biểu hiện của căng thẳng đó. Hoặc là lúc nào nó cũng thôi thúc mình, mình phải kiếm cái gì đó để mình làm, mình phải hoạt động, mình phải làm cái gì đó. Còn cái chuyện mình ở một chỗ, mình tù túng, mình khó chịu, thì đó là biểu hiện rất rõ trong cái mùa mà cách ly, mùa đại dịch Covid. Người ta khi bị nhốt một chỗ, người ta mới thấy là mình bị tù túng, lúc nào mình cũng muốn đi ra ngoài. Hoặc là khi sự căng thẳng lên cao á, người ta có thể cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Không đi tàu xe nhưng vẫn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, rồi hồi hộp, tim đập nhanh, hoặc là cái tay chân của mình nó run rẩy. Khi thần kinh mình bị kích thích quá đó, tay chân mình tự nhiên cái trở nên nó run rẩy. Hoặc là mình bị khô miệng, uống nước nhiều bị khô miệng. Thì đó là những cái biểu hiện về thân. Ngoài ra đó, khi tâm mình nó bị căng thẳng thì chúng ta rất khó tập trung vào bất kỳ việc gì. Mình cứ ngồi một hồi là cái đầu mình nó chạy đi chỗ khác. Mình không ở yên một chỗ, nó làm cho mình nó cứ lăng xăng, không tập trung được. Rồi mình sẽ trở nên dễ cáu gắt, khó chịu với bất kỳ vấn đề gì. Một chút âm thanh thôi mình cũng khó chịu. Một chút hình ảnh một người nào đó, họ có khi đơn giản họ chỉ ngồi đó, họ nói chuyện, họ chỉ trỏ thì mình cũng khó chịu. Mình rất nhạy cảm, trở nên nhạy cảm với mọi thứ,
Nhưng mà cái nhạy cảm đó, đó là cái nhạy cảm khiến cho mình khó chịu với tất cả mọi thứ. Mình có cảm giác giống như là cái thế giới xung quanh nó đang chống lại mình vậy đó. Rồi đặc biệt là mình bị mất ngủ, rối loạn giấc ngủ. Ban ngày á, thì buồn ngủ, mà tới hồi nằm xuống là ngủ không được. Đặc biệt là về đêm ngủ không được. Thành ra khi mà sư cho đăng ký ở đây thì rất nhiều vị cho biết là mình bị mất ngủ. Thành ra ngày hôm qua sư mới hỏi là bây giờ trong số chúng ta vị ai là đã tốt rồi, có nghĩa là nằm xuống đặt lưng xuống là coi như ngủ liền được rồi, thì coi như là một nửa trong số chúng ta giơ tay. Sư thấy rất hoan hỷ. Điều đó chứng tỏ là quá trình thực hành chữa lành cho tâm linh của mình đó, nó hiệu quả. Còn những vị nào mà chưa được thì đừng vội, đừng vội. Cái vội nó hỏng việc nha. Cái vội nó hỏng việc. Đừng thấy người khác làm được rồi mình ép mình phải làm được. Bản thân đó cũng lại là một thứ căng thẳng. Đừng có bỏ căng thẳng ở ngoài, vô đây lại lôi thêm cái căng thẳng ở chùa. Thấy mọi người làm được, mình ép bản thân mình cũng phải làm được. Cứ bình tĩnh, từ từ mình thực hành, mọi thứ nó sẽ được cải thiện. Rồi một cái đặc điểm nữa của cái người bị trầm cảm, bị căng thẳng đó là gì? Có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân. Đây là một cái dấu hiệu của việc là bệnh nó trở nên nặng. Đôi khi chúng ta chỉ muốn hủy hoại chính mình thôi. Có những bạn gọi là lấy dao hoặc dao lam cắt. Lấy dao thì sợ dao nó lớn, nó đau. Lấy dao lam cứa qua một cái hồ máu nó mới chảy. Thì có một số bạn thì tự hủy hoại mình. Và xin thưa, nó gây nghiện. Tại vì khi mà tự mình làm tổn thương mình, cơ thể nó sẽ tiết ra một số chất kích thích. Rồi khi máu nó đổ, nó cũng sẽ tiết ra một số chất kích thích. Cho nên là một số bạn một khi đã bắt đầu cái quá trình tự hủy hoại mình rồi đó, nó sẽ khiến cho chúng ta bị nghiện và tiếp tục làm như vậy mỗi khi chúng ta có căng thẳng. Và khi chúng ta có những vấn đề như vậy đó, thường thì chúng ta sẽ tự tìm cách cho chính mình. Ví dụ như chúng ta tìm người đồng cảm, người cùng cảnh ngộ. Nhưng mà nó kẹt một chỗ á, là mình bị trầm cảm, mình tìm người bị trầm cảm là nó trầm cảm gấp đôi. Mình ngồi mình nghe người ta nói, rồi người ta ngồi nói cho mình nghe một hồi là mình bị trầm cảm gấp đôi. Quý vị không phải là một ông sư. Hồi nãy có một cô hỏi là tại sao ông sư giống như cái thùng rác vậy đó. Ai đi vô cũng đổ một đống rác vô trong đầu của mình á, kể bao nhiêu là chuyện, kể đem bao nhiêu phiền não đem tới ông sư, quăng hết vô cho ông sư. Sao thấy sư không có vấn đề gì? Tại vì các sư có cách xử lý. Đó là cách mà các sư hướng dẫn cho quý vị đó. Buông. Phiền não của người khác dính dáng gì tới mình đâu mà mình giữ. Không dính dáng gì hết á. Khi nào mình lấy phiền não của người khác đem làm phiền não của mình, lúc đó mình mới phiền não. Nếu như quý vị là cái gì đó của sư, thì chắc có lẽ quý vị phiền não sẽ có thể làm cho sư phiền não. May phước không phải vậy. Mà khi ở đời cũng thế. Tại vì mình coi cái người đó là cái gì đó với mình, cho nên là họ phiền não thì mình phiền não. Mà ở trong Tăng Chi Đức Phật nói, cái hại của một vị tỷ kheo là lấy vui buồn của người khác làm vui buồn cho chính mình. Là khi mà mình dính mắc vào phiền não của người khác. Quay trở lại vấn đề,
là khi chúng ta tìm người đồng cảm chưa chắc nó đã là cái tốt. Bởi vì mình toàn xem những cái vấn đề của người khác, mình phiền não nhiều hơn nữa. Có những cái hội nhóm mà gọi là hội nhóm trầm cảm đó, lên họ chia sẻ với nhau những cái khó khăn của mình, quý vị đọc riết quý vị còn trầm cảm hơn. Đó là chưa kể nếu như mà mình có ý định tự tử, mình đưa lên chưa chắc người ta đã khuyên, mà có khi người ta còn bàn, người ta xúi thêm chừng nào tự tử nhớ live stream. Có nhiều trường hợp tự tử họ live stream trên mạng đấy. Hoặc là mình đăng cái ý định tự tử, nó nói sao giờ chết chưa, sao chưa thấy chết. Thì nó làm cho cái tình hình trở nên tiêu cực, đặc biệt là cái cộng đồng mạng hiện tại bây giờ nó xấu ác rất là nhiều. Mà nếu như mình lựa chọn cái thái độ là giữ im lặng cho chính mình thì sao? Thì nó lên men và nó chờ, nó ấp ủ. Nếu như nội tâm của mình không đủ mạnh thì sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Những người mà đi đến cái mức độ là trầm cảm phải uống thuốc là bởi vì trước đó khi mà nó chỉ mới chớm, nó đã không được giải quyết, nó tích tụ. Chúng ta không học được cách buông bỏ, chúng ta không học được cách rèn luyện tâm của mình. Chính bởi vì như thế, những vấn đề nó cứ đi tới, mình dồn nén rồi mình để đó. Nó giống như một cái thùng rác vậy đó. Mình không biết cách đi đổ, mà cứ mỗi vấn đề tới là mình đổ vô thùng rác. Thùng rác đầy thì mình nhấn nó xuống rồi mình đổ thêm rác vô, cho tới một lúc nào đó nhấn không nổi nữa, thùng rác nó bể, rác nó bắt đầu nó phun trào ra. Và khi đó có khi chúng ta sẽ bị tâm thần, bắt đầu là chúng ta có những ảo giác. Đó là một cơ chế tự bảo vệ bản thân. Chúng ta có ảo giác, bắt đầu chúng ta tưởng tượng là có một người bạn nào đó tâm sự với mình, nói chuyện với mình. Thì khi mình nói chuyện với bạn của mình thì mình cảm thấy mình đỡ trầm cảm hơn. Do đâu? Do chúng ta có nhu cầu chia sẻ, nhưng không có ai chia sẻ, buộc cái tâm mình phải tự tưởng tượng ra một người khác, một nhân cách khác, nó tự nó nói chuyện với mình. Rồi tự đó, tự mình nói, tự mình trả lời, người ngoài nhìn vô nghĩ mình nói nhảm. Thành ra đó, hãy cẩn trọng. Hoặc là mình sẽ tưởng tượng là có một cái thế lực nào đó nó điều khiển chính mình. Để chi vậy? Để mình không phải chịu trách nhiệm. Có đôi khi cái áp lực cuộc sống nó làm cho mình muốn điên. Tại vì khi điên rồi đó, mình không phải suy nghĩ, không phải lo lắng. Và khi điên nó giống như là một cái người nào đó điều khiển mình, chứ mình không cần phải điều khiển chính mình. Đó là khi căn bệnh nó trở nên nặng. Như cái bạn đầu tiên, cái bạn du học, thì bạn đó là một trong những điển hình mà khi căng thẳng thì chúng ta tìm giải pháp trong những thú vui, trong những tiệc tùng, trong các mối quan hệ nam nữ. Thì nó có cái hiệu quả tức thời. Tức là trong lúc tức thời đó, cái sự căng thẳng của mình được giải quyết, các chất kích thích làm cho đầu óc mình nó được thư giãn. Tuy nhiên hãy cẩn thận, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể bị lợi dụng. Sư cũng khá là băn khoăn khi mà trong vòng 2 năm bạn này đổi hơn 11 người bạn tình, mà vẫn nói là bạn này không phải là người dễ dãi. Thì sư khá là ưu tư cho bạn này.
Rồi có thể là chúng ta khi mà đã bước trên con đường sử dụng các chất kích thích hoặc là những cái mối quan hệ không lành mạnh rồi đó, ví dụ như cờ bạc hoặc là các mối quan hệ nam nữ, chúng ta sẽ đi trên một con đường không có lối về, không có điểm dừng. Bởi vì các dục không bao giờ có thể thỏa mãn. Thành ra bây giờ với những ai mà đã từng sử dụng các chất kích thích thì sư khuyên là nên dừng lại, học cách dừng lại. Xã hội bây giờ nó đầu độc con người ta. Hồi xưa là chén gọi là cái miếng trầu là đầu câu chuyện, và người ta nói chuyện với nhau là người ta dâng trà rót nước, không ai dâng rượu rót nước hết, dâng trà rót nước. Mà từ hồi nào mình bắt đầu là mình nhậu rồi. Do đâu vậy? Do áp lực của xã hội. Nó làm cho chúng ta phải tìm kiếm những chất kích thích men say, để khi mà đầu óc của chúng ta lâng lâng, chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhõm, đỡ phải phiền muộn về những cái gánh nặng của cuộc đời. Có những cái mà bình thường chúng ta không dám nói, mượn cái men say chúng ta nói. Có những việc bình thường chúng ta không dám làm, mượn men say chúng ta làm. Mà xin thưa, khi mà chúng ta như thế thì cái số người mà có cái kết cục tốt á, thì thường nó không có nhiều. Và khi chúng ta tỉnh lại thì có nhiều khi nó muộn. Rồi có nhiều người giải tỏa bằng cách là tự hủy hoại bản thân, tự trừng phạt mình như sư nói. Nó làm cho mình nghiện tức thời. Nhưng mà nó giống như là mình đang uống thuốc độc để giải khát vậy. Thuốc độc thì quý vị biết rồi, sớm muộn gì nó cũng phát tác. Cái người mà tự hủy hoại mình sẽ càng ngày càng tiêu cực. Và cho đến cuối cùng vị ấy sẽ tìm kiếm những cái phương pháp nó mạnh hơn. Rồi cho tới cuối cùng là nhiều người chọn phương pháp tự tử. Thì phải nói, một người mà đi đến cái chuyện mà tự tử không phải là quyết định bồng bột ngày một ngày hai đâu, mà họ đã có sự ưu tư từ trước rồi, và nó đã có những dấu hiệu từ trước rồi. Cách đây không lâu thì có một cái clip mà một em học sinh tự tử nhảy lầu. Thì em đó, từ ở trong đi ra ngoài nhìn xuống, rồi sau đó lại đi vào trong. Thì rõ ràng là em đó có sự băn khoăn, có sự đấu tranh trong nội tâm. Mà phải nói sư rất lấy làm tiếc là lẽ ra chúng ta nên có nhiều khóa thiền hơn, để cho nhiều bạn có thể tham dự và giải quyết vấn đề nội tâm của mình, hơn là chúng ta cứ để đó nó chồng chất không giải quyết được, và nghĩ đến cái khuynh hướng cực đoan chính là chấm dứt sinh mạng của mình. Phải nói đây là cái cách giải quyết tệ nhất trong tất cả các cách. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều bạn thì nghĩ là bây giờ tôi áp lực quá, áp lực công việc, áp lực gia đình, bạn trẻ thì áp lực trường học, đủ thứ áp lực hết, nó đè nặng lên vai của mình. Và các bạn nghĩ là chết là hết. Chết rồi thì tôi không phải chịu những áp lực đó nữa. Tôi không phải chịu những soi mói, những chỉ trích đó nữa. Tôi không phải chịu những sự xấu hổ đó nữa. Nhưng mà tin buồn là chết không phải là hết. Bởi vì sau khi chết, chúng ta sẽ tiếp tục đầu thai ở đời sau kiếp khác. Và xin thưa đó, lại thêm một cái nữa là có bạn thì lại nghĩ là có lẽ tôi chết rồi đời sau tôi sẽ tốt hơn, đời này tệ quá, dở quá, thôi coi như bỏ đi, tôi đi đầu thai đời sau có thể tốt hơn.
cả hai, tức là chết rồi là hết và chết rồi đi đầu thai, đời sau có thể tốt hơn, thì đều chi buồn. Bởi vì chết không phải là hết, và đầu thai thì chúng ta sẽ không có đời sau tốt đẹp hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta đi đến ý định tự tử, mà ở đây tự tử do trầm cảm và lo âu, tâm của chúng ta là tiêu cực, đó chính là tâm sân, do chúng ta thọ ưu, chúng ta tự tử bằng tâm sân. Và chúng ta phải có một cái nỗ lực tâm mạnh mẽ lắm thì chúng ta mới làm được. Có những người họ có ý định tự tử nhưng mà họ chưa dám tự tử. Cho nên muốn tự tử được, cái tâm họ phải mạnh lắm chứ không phải dẫn chơi. Nhưng mà khi mình tự tử được, xin thưa là khi mà đối với những trường hợp cứu thành công nha, còn cứu mà không thành công á thì không có tính, tại không thành công mới chết rồi biết đâu phỏng vấn. Thì sư nhớ là hồi sư học cấp 2 có một bạn, bạn nữ học dở lắm. Thì cái vị thầy chủ nhiệm áp lực với bạn đó, rồi gia đình cũng áp lực, rồi cho đến cái ngày cuối cùng là cái ngày hôm đó thầy chủ nhiệm đi gặp gia đình của bạn này. Cái chuyện ở đó thì nói cái gì thì sư không biết, nhưng có lẽ thì cũng bình thường, tức là mắng vốn. Hồi xưa mà thầy giáo gặp phụ huynh học dở thì mắng vốn. Nhà bạn này thì nhà nghèo, cho nên về thì chắc có lẽ là cũng mắng chửi đại loại tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo. Thì bạn này mới tự tử, uống thuốc trừ sâu, học chung trường của sư hồi cấp 2, học chung khối cái lớp kế bên. Thì khi mà gia đình phát hiện, chở bạn này đi cấp cứu. Thì khi mà uống thuốc trừ sâu, cái họng, cái đường thanh quản nó gần như là bị phỏng nặng. Thì cái câu cuối cùng mà bạn này nói là má ơi cứu con. Nó đau đớn dữ lắm. Thành ra người ta nghiên cứu là hầu hết các trường hợp mà tự tử được cứu thành công, người ta hối hận. Tại vì khi đối diện với cái chết đó, nó đau đớn lắm. Nó không như mình tưởng là một cái chết êm ái. Sư từng thấy một số video người ta tự tử bằng cách treo cổ. Thì sư thấy là nhiều trường hợp, phải nói là hầu hết trường hợp, khi người ta đạp cái ghế hoặc khi người ta treo xuống rồi đó, cái phản ứng của người ta là người ta chụp cái dây, người ta kéo cái cổ lên. Tức là sao? Người ta hối hận. Nó siết cái cổ, nó làm người ta ngợp thở, người ta hối hận. Nhưng mà lúc bây giờ á, do cái trọng lực cho nên mà nó thiếu oxy nữa, cho nên người ta không còn đủ sức. Người ta chết trong sự hối hận và bất lực. Thì các trường hợp khác cũng tương tự, trừ một số trường hợp là chết mà nó không phải dãy dụa, thí dụ như nhảy lầu hoặc là tông xe. Nhưng mà ngay cả như vậy, khoan vội lên kế hoạch cho mình ha. Ngay cả trường hợp như vậy, khi chúng ta chết là chúng ta chết bằng tâm bất thiện. Tâm chúng ta đang thọ ưu, tức là tâm sân. Tâm sân thọ ưu. Và quyết định đó, quyết định chấm dứt sinh mạng là một quyết định rất mạnh mẽ. Thì khi đó cảnh giới tái sanh của chúng ta là cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ. Mà nếu như chúng ta có hai suy nghĩ như sư vừa nói, một, chết
cho nó hết đi. Mệt mỏi lắm rồi, chết cho nó hết, chấm dứt hết, chết là hết. Hai là thôi chết qua kiếp sau chắc nó sung sướng hơn. Thì với hai suy nghĩ đó chính là hai thứ tà kiến. Chết là hết là đoạn kiến, mà chết rồi tái sanh qua đời sau kiếp khác sung sướng hơn là thường kiến. Mà khi chúng ta chết cộng với tà kiến thì chúng ta đi địa ngục, chứ khỏi cần đi ngạ quỷ, đi địa ngục. Cảnh giới địa ngục là một cảnh giới chúng sinh bị hành hạ liên tục. Ở trong kinh mô tả là như một người á, buổi sáng bị đâm 100 ngọn giáo, buổi chiều bị đâm 100 ngọn giáo. Mà trong số 100 ngọn giáo đó có những ngọn giáo đâm trúng vết thương cũ. Buổi tối lại tiếp tục đâm 100 ngọn giáo. Thì một người trong một ngày bị đâm 300 ngọn giáo như vậy không bằng cái khổ trong một nháy mắt của một chúng sanh ở dưới địa ngục. Nó ghê gớm lắm. Khi mà chúng ta bị phỏng, chúng ta bị phỏng thì chúng ta rụt tay lại. Chứ còn chúng ta hiếm khi mà nước phỏng, nước sôi mà mình nhúng cái tay vô đó mà mình cắn răng, mình ráng, mình chịu thì hình như không có ai. Tại vì ở đây sư thấy ai cũng lành lặn hết trơn. Mà ở dưới địa ngục có những địa ngục như là địa ngục đồng sôi. Tức là nước đồng á, nó sôi sùng sục như vậy. Mình rơi xuống đó, mình chìm từ trên, mình chìm xuống dưới đáy. Rồi từ dưới đáy mình trồi lên trên. Mình hít thở thì nước đồng nó vô trong phổi, nó vô trong người của mình. Mình nuốt nước đồng, mình uống nước đồng. Rồi khi mình trồi lên, chưa kịp hả hơi là mình tiếp tục mình chìm xuống dưới. Xin thưa, những áp lực trong cuộc sống, dù mình có áp lực như thế nào đi nữa, cũng không có ai bắt nhốt mình, đúng không? Không có ai đánh đập hành hạ tra tấn mình. Lại càng không có ai nhúng mình vô cái nồi nước sôi mà trụng mình, cũng không có. Được, lại càng không có ai mà lấy búa đập từng cái khớp xương của mình, đập cho nó nát ra, cũng không có. Thì so với những sự hành hạ như thế, cái chuyện áp lực của mình nó có là gì? Vậy mà khi chúng ta lựa chọn chuyện tự tử thì chúng ta đang ở thân người, chúng ta đi thẳng xuống địa ngục và chúng ta chịu sự hành hạ đọa đày ở dưới đó. Thì có phải là chúng ta đi từ một cái tình huống tồi tệ xuống một tình huống tồi tệ hơn? Thành ra đó, tự tử là một quyết định sai lầm. Dù cho chúng ta lựa chọn cách nào đi chăng nữa thì đó cũng sẽ dẫn đến kết quả sai lầm. Thành ra tránh được thì chúng ta nên tránh. Mà xin thưa, nếu như mà có ai đó lựa chọn việc tự tử như là một hình thức ăn vạ xã hội, hoặc là mình trả thù để cho người ta phải nhớ, phải dằn vặt. Sư nhớ giống như một cái cô giáo vừa rồi tự tử thì cổ kể lại những cái uất ức của cổ đối với ngành giáo dục. Rồi sau đó là cổ có nguyện vọng là sau này cổ có tái sanh thì cũng không làm nghề giáo, vân vân. Thì xin thưa, một tin buồn là người ta quên nhanh lắm. Bây giờ người ta quên gần hết rồi, không ai nhớ chớn á. Rồi thì mèo lại hoàng mèo, cốt khỉ hoàng cốt khỉ. Những vấn đề tiêu cực đó chắc có lẽ cũng không bao giờ giải quyết được đó. Mà mình chỉ để lại cái sự rây rứt, sự đau đớn cho chính người thân mình, những người mình yêu thương nhất. Cái người mình muốn trả thù á, họ quên sạch rồi.
mà người thân của mình họ nhớ hoài, họ đau lắm, họ thương. Mà bây giờ sư tin là cái người mẹ của cái cô bạn hồi cấp 2 của sư, bây giờ họ vẫn còn đau. Nếu và họ sống trong cái sự ăn năn ray rứt là giá như, phải nói giá như mà hồi xưa họ biết như vậy, cho thà cho nó nghỉ học, khỏi đi học. Đi học chi để bây giờ nó lên trên bàn thờ. Thà hồi xưa nó không đi học, bây giờ nó có là cái gì đi nữa nó vẫn còn sống. Cho nên thì bỏ, nếu như mà chúng ta có ý định mà tự tử thì thật sự mà nói chúng ta nên từ bỏ cái đó. Bây giờ chúng ta sẽ suy tư chúng ta nên có những giải pháp nào. Thì đối với những cái, đối với những bạn trẻ thì như sư nói, chịu những áp lực. Thành ra là sư mong mỏi là sẽ có những cái khóa tu dành cho học sinh, để các bạn trẻ học cách điều chỉnh lại tâm của mình để có thể vững vàng hơn. Bởi vì tâm của những bạn trẻ ở cái lứa tuổi học sinh đó, nó rất là yếu ớt, nó không giống như cái người trưởng thành. Tại vì sao? Bởi vì người trưởng thành đó, bầm dập nhiều rồi, còn những bạn trẻ thì còn rất ngây thơ. Thành ra một chút vết thương đối với các bạn thì nó rất là quan trọng. Mà mình thì cứ nghĩ là ôi không có chuyện gì đâu. Tuy nhiên thì một cái khóa tu như thế này thì sư tổ chức tối đa thì ở đây cũng chỉ 200, hơn 200 người. Trong khi đó những bạn trẻ thì rất là nhiều. Thì cái sức một mình thì nó cũng có hạn. Nhưng mà sư mong là được tới đâu, ảnh hưởng lan tỏa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cái vấn đề của mỗi một độ tuổi thì đều có vấn đề hết. Độ tuổi học sinh có vấn đề, độ tuổi sinh viên có vấn đề, độ tuổi mà đi làm có vấn đề, độ tuổi có gia đình có vấn đề, mà thậm chí cái lớp trung niên cũng có vấn đề, và lớp lão niên cũng có vấn đề. Mỗi độ tuổi đều có vấn đề hết. Vấn đề là do đâu? Là do khi tâm của chúng ta không rèn luyện thì tâm chúng ta trở nên rất yếu ớt. Giống như một người mà không tập thể dục thì họ rất yếu ớt, không có ăn, không có uống, không có sinh hoạt điều độ, nó rất yếu ớt. Đó là chưa kể nội tâm của chúng ta chìm đắm trong các dục. Quý vị có thể suy tư là sao ông sư nói kỳ, tôi sao chìm đắm trong các dục. Bởi vì thử nghĩ coi, cuộc sống của chúng ta đa phần xoay quanh việc thỏa mãn các giác quan. Mắt cứ thích nhìn những cái nó thích và đi tìm những cái nó thích nhìn. Bây giờ người ta mở, người ta lướt cái gì? Lướt TikTok này, lướt YouTube này. Mà YouTube phải chi mà mấy cái lớp học giáo lý cũng còn đỡ không? Ba cái gì đâu không à. Đó. Rồi lướt những trang mạng xã hội mà những cái trang độc hại là nhiều. Rồi người ta nghe, nghe cái gì? Nghe nhạc. Mà nhạc là nhạc gì? Có bao nhiêu người nghe nhạc thính phòng? Ít ạ. Mặc dù như vậy thì nhạc thính phòng cũng vẫn được tính là bất thiện, nhưng nó ít hơn là những cái nhạc mà ca ngợi tình yêu đôi lứa rồi thất tình. Đó là chưa kể những bản nhạc là nó rác rưởi, nó vô nghĩa. Mà khi mình nghe như thế, trong Tương Ưng Thông Trưởng có nói là khi mà chúng ta nghe những bản nhạc nó kích thích tâm tham thì nó sẽ làm cho tâm tham tăng trưởng. Những bản nhạc mà như giờ ta chẳng còn chi mãi đắng cay mà thôi thì nó kích thích tâm sân, nó làm cho tâm sân tăng trưởng. Mà những bản nhạc mang khuynh hướng tà kiến
Nó kích thích tâm si và làm cho tâm si tăng trưởng. Cho nên khi chúng ta nghe nhạc thì hầu hết là nó kích thích tâm bất thiện chúng ta tăng trưởng. Chắc có lẽ hiếm ai nghe nhạc đạo lắm đó. Mà nói thiệt là ngay cả nhạc đạo đi nữa thì sư cũng không dám khen cái nhạc đạo tiếng Việt của mình á. Nghe nó dở thiệt luôn á. Ai đâu mà nghe ba cái nhạc đạo đó. Thì thôi thì vì cái niềm tin thì người ta làm thôi, chứ còn mà nghe nó mới nghe. Cho nên cái việc chúng ta nghe nhạc này, nó cũng thỏa mãn dục lạc giác quan. Khi chúng ta ăn mà không có chánh niệm, có phải là chúng ta cũng đi tìm những cái ngon để ăn không? Ngay cả cái món, thí dụ như là cái món rau muống xào đi, một cái bó rau muống đi, thì mình cũng muốn làm sao cho ăn nó ngon, chứ đâu phải là cái bó rau muống quăng vô luộc, cái nhúng lên rồi mình cắt ra cứ vậy mình ăn với cơm. Không có. Mình phải làm sao cho cái món đó nó ngon. Thì mình vẫn chạy theo dục lạc của vị giác. Mũi thì mình kiếm dầu thơm đó, mình kiếm những nước hoa, kiếm những cái xà bông thơm để mình thỏa mãn cái khứu giác. Còn thân mình thì ôi thôi, nào là skin care nè, rồi phấn nè, trang điểm nè, rồi tìm những cái quần áo cho nó đẹp. Phải nói là từ hồi sư đi xuất gia, sư đỡ tốn tiền mua đồ dữ lắm luôn á. Có một bộ này mặc hoài, không ai nói cũ. Còn quý vị thì phải nói là một tủ quần áo, thậm chí hai tủ quần áo vẫn không biết hôm nay mặc cái gì. Thì có phải là chúng ta đang thỏa mãn các dục lạc ở đời hay không? Mà khi chúng ta làm mọi cách để thỏa mãn các dục lạc á, tâm của chúng ta trở nên rất yếu đuối. Sư ví von á, nó giống như một chàng thanh niên ăn uống không điều độ, không tập thể dục mà thích chơi bời cờ bạc rượu chè trai gái. Qua vài năm nó còn có cái xác khô y như là một cái khúc xương di động vậy đó. Cái tâm mình cũng như vậy. Chúng ta không được rèn luyện tâm. Quý vị mà có nghe Phật Pháp thì còn đỡ, chứ còn rất nhiều người họ không nghe Phật Pháp. Nghe Phật Pháp là một phương pháp nuôi dưỡng cái tâm của mình. Rồi họ cũng đâu có tham gia khóa thiền để rèn luyện tâm đâu đó. Rồi họ cứ mãi chạy theo các dục lạc ở thế gian. Cái xã hội bây giờ là một xã hội người ta thúc đẩy chủ nghĩa tiêu dùng và hưởng thụ. Người ta phát minh mọi thứ chỉ để phục vụ cái sự lười biếng của con người, và chỉ để thỏa mãn các giác quan của con người thôi. Nó thúc đẩy lòng tham, thúc đẩy sự cạnh tranh. Thành ra đó, chúng ta càng ngày càng yếu, tâm càng ngày càng yếu. Khi xưa thì đói khổ, bây giờ thì sung sướng quá, thì nó lại đẻ ra thêm một mớ những vấn đề tâm lý. Do tâm của mình yếu quá. Thì bây giờ phải làm sao? Chúng ta cần phải rèn luyện tâm, hoặc cần phải bồi dưỡng lại cái tâm của mình. Ráng, nếu như ở ngoài đời đó chưa có vào chùa được, thì ráng nghe Pháp, học đạo. Từ đó đó, nội tâm của mình nó thay đổi dữ lắm. Có rất nhiều người đến gặp sư tri ân là bởi vì nghe Pháp. Khi nghe Pháp đó, thì họ thay đổi cuộc đời của họ. Họ thay đổi cách nhìn, thay đổi lối sống. Họ bớt đi những tâm bất thiện. Thì như vậy chúng ta đỡ hơn rất là nhiều. Thành ra ngay cả bản thân sư, có đôi khi sư phiền não. Có chứ, ông sư mà đâu phải thánh đâu. Cũng có đôi khi sư phiền não. Sư làm cái gì? Mở Pháp ra nghe. Nghe tối ngày sáng đêm. Mở từ lúc mở mắt ra là bật Pháp ra nghe. Cứ nằm đó mà nghe, nghe cho tới hết ngày. Từ ngày này qua ngày khác, có khi một tuần như vậy, hai tuần như vậy,
rồi từ từ nó qua. Thì quý vị cũng thế, hãy tập. Đôi khi cái việc nghe pháp nó giải quyết vấn đề của mình. Sư thích cái chuyện người ta thích gọi là bối kiều, tức là mở đại một trang truyện kiều ra, rồi người ta bối, thì sư thì bối kinh. Tức là đôi khi thí dụ như ngày hôm nay không biết giảng cái gì, lực cầm đại một quyển kinh, lực đại một trang bất kỳ ra, thì nó sẽ là đề tài để cho mình thuyết. Hoặc là gặp cái vấn đề đó không biết giải quyết như thế nào, thì thí dụ như gặp một cái phiền não nào đó không biết giải quyết như thế nào, cũng cầm một quyển kinh bất kỳ, lật một trang kinh bất kỳ, đọc một dòng bất kỳ, thì cái dòng đó có khi lại giải quyết vấn đề của mình. Cho nên sư khuyến khích quý Phật tử bỏ túi một cái quyển kinh Pháp Cú. Để chi? Khi mà mình gặp những vấn đề trong cuộc sống, mình cầm quyển kinh Pháp Cú ra, lật một trang bất kỳ, đọc một bài bất kỳ, có đôi khi nó màu nhiệm lắm. Phật Pháp đôi khi màu nhiệm lắm. Cái bài kinh Pháp Cú đó đôi khi nó lại giải quyết cho vấn đề của mình. Còn nếu như mà chúng ta căng thẳng quá thì cứ xin vào chùa ở vài ngày, có nghĩa là tạm lánh. Rồi đến khi mình cảm thấy an ổn hơn thì mình về. Hoặc là chúng ta có thể tham dự các khóa thiền 10 ngày. Có một cô cổ phát hiện anh chồng ảnh ngoại tình, cổ tức lắm. Tại vì cổ cũng xinh đẹp, cổ cũng gọi là có điều kiện, rồi cổ cũng chiều chồng cổ. Chỉ có điều là cái lúc mà cổ đẻ em bé thì kiêng khem tí đỉnh, anh chồng ảnh đi ngoại tình. Mà nói ngoại tình thì cũng gọi là chưa chính xác lắm, bởi vì anh này là ảnh ăn bánh trả tiền, chứ ảnh không phải là ảnh kiếm bồ nhí, ảnh ăn bánh trả tiền. Có điều là ảnh ăn bánh trả tiền có một cô à, ăn bánh nhiều lần, ăn bánh trả tiền nhiều lần mà có một cô duy nhất à. Thì cô này khi mà cổ phát hiện ra tin nhắn của chồng, cái tin nhắn là hẹn hôm nay đi ở chỗ cũ nha, rồi cổ tức điên lên, rồi cổ chạy vòng vòng, cổ đi tìm, mà tìm sao được mà tìm. Thì cổ về, cổ tức lắm, cổ gọi điện không bắt máy, là bắt đầu cổ tưởng tượng chắc ổng đang làm cái gì đó, ổng không bắt máy được. Rồi thì tới hồi mà ổng về thì cổ nổi điên lên đó. Thì anh chồng ảnh cũng xin lỗi. Rồi khi mà cổ nhắn tin cho cái cô mà cái cô gái làm ngành đó, thì cô kia cũng chỉ nói là cái này tôi chỉ làm nghề thôi mà, chứ tôi đâu có ý định phá hoại gia đình chị đâu. Rồi thì cũng lóc cổ, rồi quay qua trách anh kia, nói tôi với anh chỉ là quan hệ trao đổi thôi mà, chứ anh làm sao để cổ biết làm cái ghê vậy. Rồi thôi, thế là cổ cũng đi luôn. Thì cổ thì đi rồi, anh này thì ảnh cũng hối lỗi đó. Mà kẹt cái phụ nữ như vậy nè, có cái tật hỏi, biết rồi thì thôi đi, không hỏi, hỏi cho tới nơi. Hỏi sao, gặp mấy lần, đi mấy lần rồi, mỗi lần anh làm cái gì với cổ? Trời đất ơi, chi vậy? Đó. Rồi bắt đầu là tức, rồi ấm ức, rồi mới bắt đầu là dựng đầu sư dạy, kể chuyện một dòng. Mà sư chỉ cần nhìn cái dòng đầu và dòng cuối là hiểu vấn đề rồi. Đó. Thì sư mới nói với cổ là rõ ràng cô biết là anh chồng ảnh rất hối lỗi rồi nha. Bây giờ ảnh chiều cô biết là bao nhiêu, ảnh rất hối lỗi, ảnh thể hiện cái sự hối lỗi ra với cô.
cô cũng biết là cô rất quý cái gia đình này, và đây cũng không đến mức phải đi đến cái việc ly hôn, và cô hoàn toàn cô không muốn ly hôn, đúng không? Nói dạ đúng. Nhưng mà cái vấn đề cô biết là cô nên tha thứ và nên bỏ qua, nhưng biết là một chuyện làm không được. Do đâu? Do bây giờ tâm cô quá yếu. Bây giờ cô nhìn cái mặt anh chồng của cô là cô tức rồi. Thì thôi bây giờ tham gia khóa thiền đi. Đó. Thì cổ cũng dạ để con tham gia. Rốt cuộc cổ nhắn tin nói con không tham gia được sư ơi. Thì đó, cái vấn đề của chúng ta là đôi khi á, chúng ta chỉ cần tham dự một cái khóa thiền hoặc hai hoặc ba, nếu như một khóa chưa đủ đô, thì chúng ta sẽ làm dịu lại nội tâm của mình, rèn luyện lại tâm của mình, làm cho tâm của mình á, nó trở nên vững vàng hơn. Chứ sư biết là cái vấn đề của những người bị trầm cảm, họ biết là họ nên lạc quan hơn, họ biết là họ nên yêu đời hơn, họ biết là họ không nên tiêu cực như vậy nữa, nhưng biết như vậy họ làm không được. Họ cũng muốn lắm chứ, mà họ làm không được. Do đâu? Do không có phương pháp. Có những khi không phải muốn là được, mà phải có phương pháp, mà mình không có phương pháp. Thành ra nhiều người họ tìm đến bác sĩ, và bác sĩ cho họ cái thuốc để kích thích cái chất dẫn truyền thần kinh. Tại theo y học là họ thiếu cái chất dẫn truyền thần kinh, cho nên là họ không thể cảm giác được cái sự vui vẻ yêu đời. Còn trong Phật giáo thì nói là do tâm họ quá yếu, cho nên muốn vui mà vui không được, muốn buông mà buông không được, muốn làm mà làm không được, do tâm quá yếu. Mà giải pháp của y học là cho uống thuốc. Còn giải pháp trong Phật giáo là hãy nỗ lực buông bỏ và hành thiền. Thì như sư nói hôm bữa trước, người ta nghiên cứu 100 người uống thuốc chống trầm cảm và 100 người thực hành tứ niệm xứ, và kết thúc cái đợt kiểm tra đó thì họ thấy là hiệu quả là như nhau. Tức là cái hiệu quả của việc uống thuốc chống trầm cảm và việc thực hành tứ niệm xứ là như nhau. Mà sư hỏi là quý vị, nếu như ai uống thuốc chống trầm cảm, quý vị uống bao lâu? Có bao giờ quý vị uống trong 10 ngày không? Thường có khi là mình uống mấy năm, mà mình hành thiền có 10 ngày. Mà quý vị đã thấy cái hiệu quả như thế rồi. Ở đây chúng ta chưa hết 10 ngày đâu, chỉ mới đi được nửa chặng đường thôi. Quý vị đã thấy hiệu quả rồi. Huống chi là chúng ta đi hết 10 ngày. Huống chi là chúng ta đi hết 1 năm, 2 năm và hơn nữa. Quý vị cứ xét là mình uống thuốc chống trầm cảm trong bao lâu đó, thì quý vị sẽ thấy là mình nên thực hành tứ niệm xứ một cách đúng đắn trong bao lâu. Nó thay đổi con người của mình. Uống thuốc thì luôn luôn có tác hại, luôn luôn có tác dụng phụ. Còn thực hành thiền thì không. Nếu như có cái gọi là tác dụng phụ thì mình trở thành con người dễ nuôi hơn, dễ chịu hơn, dễ chịu hơn. Ít muốn, biết đủ, biết thương người, biết buông bỏ. Thì đó có thể là những tác dụng phụ của việc thực hành tứ niệm xứ, bên cạnh tác dụng chính là để mình buông bỏ những cái trầm cảm của chính mình. Và trong khóa thiền, có còn nhớ trong ngày đầu sư hướng dẫn cái gì không? Buông. Cái buông nó quan trọng lắm. Nó thuộc về cái khía cạnh hành xả đó. Chúng ta buông được thì cái gì cũng nhẹ. Có những vị chưa buông được, không sao. Thuốc uống chúng ta còn uống mấy năm mà. Còn việc thực hành tứ niệm xứ chúng ta chỉ mới thực hành có mấy ngày đó. Thuốc uống nó còn không có tác dụng liền được,
thì việc hành thiền cũng cần có sự kiên nhẫn. Bây giờ đôi khi chúng ta chưa buông được, nhưng mà chúng ta chưa buông hết thôi, chứ chúng ta cũng buông được một phần. Và chúng ta hành thiền, tâm của chúng ta càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn, và chúng ta có thể buông được tốt hơn. Như sư nói đó, nhiều vị trong ban tổ chức nói với sư là chắc có lẽ là khóa này con trầm cảm, tại con nghe đó, con nghe tâm sự, con nghe nó nặng cái đầu, rồi cái đầu con nó muốn điên luôn. Trong khi đó sư nghe còn nhiều hơn, mà sư tỉnh bơ à. Tại sao? Tại vì buông. Mình buông được là nhẹ lắm, còn mình buông không được là nó mới nặng đầu. Sư không giỏi hơn quý vị, chẳng qua là sư có nhiều thời gian hơn quý vị thôi. Cho nên chỉ cần chúng ta có thời gian, chịu khó thực hành, thì chúng ta sẽ có thể buông được. Tin mừng là chúng ta ở đây, chúng ta đâu phải lo lắng cái chuyện thiếu ăn thiếu mặc đâu. Chúng ta cứ hành thiền thì những cái thứ nhất là những cái vị gọi là mạnh thường quân, những thí chủ sẽ hoan hỷ và sẵn sàng hộ độ cho chúng ta tu. Đó là chưa kể chư thiên họ hoan hỷ, họ cũng sẽ hộ độ, họ giúp đỡ mình. Tu thì có thu phí đâu, nhưng mà chúng ta vẫn không có lo đâu. Xin thưa là trong cái khóa thiền này sư mở ra thì nó cũng hơi to gan. Tại vì trong khóa thiền này là không có thí chủ. Không có thí chủ. Mở khóa thiền mà không một khóa thiền mà không có thí chủ gì hết trơn á. Mà vẫn mở. Và cho tới bây giờ thì rất nhiều những vị thí chủ đã hộ độ, gọi là mỗi người một tay góp sức thành công cho khóa thiền. Cho nên chúng ta cứ nỗ lực tu tập, chúng ta không cần phải lo gì cả. Thì nhờ cái việc chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta sẽ phát triển được nội tâm của mình. Mà trong suốt những ngày qua sư hướng dẫn quý vị cái gì? Có cái gì thì mình nhìn thấy đúng như thế đó. Khi thọ khổ, ghi nhận thọ khổ đang có mặt, ghi nhận đúng như thế. Đừng ghi nhận đối tượng làm cho mình thọ khổ, hãy ghi nhận cái khổ thọ thôi, đừng ghi nhận đối tượng làm cho mình thọ khổ. Và chúng ta cứ như thế thì chúng ta sẽ từ từ mình vượt qua. Vượt qua bằng cách nào? Bằng niệm và sự tỉnh giác, tức là niệm và tuệ đó. Và hãy nỗ lực tinh tấn. Mọi sự điều trị thì đều cần sự phối hợp của bệnh nhân. Có những ca mà bác sĩ chịu thua là bởi vì bệnh nhân không phối hợp. Thì khóa thiền này muốn thành công, quý vị muốn thành công, thì bản thân chúng ta cũng cần phối hợp với sự hướng dẫn của sư. Thì như vậy chúng ta sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp cho chính mình. 10 ngày là một thời gian rất ngắn mà quý vị đã cảm nhận được sự an lạc. Huống chi là chúng ta dành ra nhiều thời gian hơn, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 3 năm, thì chúng ta sẽ như thế nào? Nhưng mà như sư nói, phải nỗ lực tinh tấn dữ lắm nha, chứ không phải thường thường mà được đâu. Cho nên sư mong ngày hôm nay với cái chủ đề này sẽ góp phần trải ra cho chúng ta thấy các vấn đề mà chúng ta gặp phải khi mà chúng ta bị lo âu trầm cảm, và cái cách để chúng ta giải quyết vấn đề đó như thế nào. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh.
mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.